cô lại cho nó vậy. Alo, xin chào quý vị khán giả. Nay Sang mới bón đứa con mới về. Xe tải của Sang bán cũng nay hơn nửa năm rồi. Bán xe tải. Rồi bây giờ làm mới mua xe tải khác để mà làm công tác từ thiện. Đó, xe tải kia bán thì xe tải kia nó nhỏ quá, cho nên là làm cái xe tải lớn này. Rồi Sang cũng làm luôn cái dàn ben luôn. Nay là Sang chào đón đứa con mới quay trở về. Sang đã bán xe tải cũ rồi, đã bù thêm tiền để mua cái xe tải này nó bự hơn. Đó, chiều qua chị nó quay ngang đấy, chị quay dọc như nè, đậu dọc như nè. Thì mấy lần mà đi mấy những cái công tác thiện nguyện mà ở xa đó, ở thiện nguyện ở xa đó thì Sang phải thuê xe tải rồi thêm mấy chiếc nữa để mà vận chuyển đồ hàng hóa. Thì phải thuê thêm mấy chiếc nữa mà thuê rất là mất tiền, cho nên buộc lòng Sang phải bán cái xe tải cũ của Sang, phải đóng lại cái xe tải này nó lớn hơn. Xe này cũng là xe mới luôn. Thì trong chiếc xe này anh Sơn có phụ với Sang là 300 triệu để đóng cái xe này. Còn nhiêu là Sang lấy tiền bán xe tải cũ của Sang. Rồi bù thêm mấy trăm triệu nữa để lấy thêm cái xe này. Xe này đủ lớn, đủ dài luôn á cả nhà. Cái này là Hyundai hiệu Ino. Lấy xác vô trong luôn. Lấy xác vô để xem tại ra vô lại. Cặp xác vô thôi. Xe này cái thùng bảo ôn này để mình chở gạo đồ nó không có bị ướt. Đó, chứ lúc trước Sang chở gạo mà đi cứu trợ là bị ướt hoài à. Chở mấy xe mà cái thùng bạc á thì nó bị ướt gạo liên miên. Mở cho chú kiểm tra xe. Sang cũng làm thiết kế cái dàn ben ở ngoài sau để mà nâng hàng hóa đơn gạo rồi lên nó khỏi giá chi cho nó mệt. Nó nặng lắm. Thì cái này đóng theo kiểu có bản vẽ, có thiết kế luôn, mình đăng kiểm nó dễ. Xong để nổ máy luôn. Hướng dẫn cho nó cách để nó sử dụng anh Tim rồi. Anh Tim. Tức là cái đuôi này là cái đuôi ổ điện đúng không? Dạ đúng rồi. Ổ điện. Ở đây là mình chỉ cần cắm này vô là mở luôn. Tức là trước khi mà muốn ấy á, là phải mở cái khóa này nè, hai bên nè, mà muốn cái khóa này nó cái ti này, cái ti chốt nè, đó nó gài qua đây nè để đừng có bung cái bát này ra, hiểu không? Đầu tiên là mình mở này ra nữa, nó bung này ra nữa là hai bên luôn, rồi hướng dẫn tiếp đi, phải bấm cho nó lên, rồi mở hai cái bát này nữa hả? Hai bát đi ra, rồi tiếp. Lo lo dây ra để nó cắn dây dưới. Lo dây ra. Lo dây ra. Khi mà chú lên rồi. Để cái bát này là bát gì? Để này chú
chú đẩy cái này ra là chú mới đưa nó mới gặp anh được, còn chú không đẩy là nó sẽ nâng hết lên. Nâng hết là để nó chịu cái bánh ở dưới nó không xệ xuống đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ok, giờ xải nó còn cứng. Mới nó cứng. Đạp ra đi, đạp trước ra lát tính sau. Nó xả bồ lon ra chưa xả hết mà phải không? Đạp tiếp đi. Ở đây là cái cửa mở ra. Đó thì ở trên đây thì nói chung là Sang đã thiết kế sẵn hết trơn rồi. Rồi điều làm thì có bản vẽ hết á. Đèn đuốc độ này kia. Rồi để được trên dưới luôn. Ở sàn ở trên này bằng inox 304. Rồi bấm. Cái này chưa ấy hết, nó lên nó dướng cái cản. Đóng ra hết mới được. Dướng cái cản. Dướng bẩn. Rồi đóng hết luôn rồi. Có búa không? Mở búa đóng trước cái bát này đi. Lấy cục đá, lượm cục đá qua đóng. Đạp ngược trở ra đi. Xe nó có cái búa mà. Nó bị kẹt cái gì mà sao ấy rồi. Dính đất á hả? Nước ở trên cái thùng xuống. Nước trên cái thùng xuống hả? Rồi tháo ống này ra, cút cái bát ra luôn, đẩy ra ngoài luôn ha. Tháo ống ra đẩy ra ngoài luôn trước là tính xong. Đẩy ngược ra đi, lấy cái cây đã tống cái này ngược ra đi con. Tống ngược ra ngoài luôn, đang tháo cút cái cây cái bát này ra trước. Bát này dễ tháo à. Rồi cút cái bát ra ngoài luôn. Rồi cút ra ngoài đi. Rồi chỗ này nó lên. Ở cái sàn trên là nó như vậy nè. Đó mình để được 2 tầng. Rồi cho nó xuống lại nha, nãy nó cho nó xuống lại đi con. Rồi được rồi. Được rồi. Đây thì cái tầng này Sang để cano đồ này kia nọ. Đó. Nguyên cái dàn này thì để máy cano để đi hỗ trợ lũ lụt miền Trung của người ta. Rồi. Ok. Ủa cái tủ điện nó để đâu rồi? Tủ điện để trên này nè, sư phụ. Cây bên tay trái sư phụ bên kia kìa, sư phụ. À. Tủ điện trên này đúng không? Dạ. Ok. Có cái quạt luôn á sư phụ. Quạt gió nó có cửa hai bên. Rồi. Anh thêm lên kiểm tra đèn đi cho nó hướng lên, nó hướng dẫn đi. Đường điện này chưa câu đúng không? À, tại còn cái dàn bình kia nó đúng không? Khi nào câu cái đèn điện này? Cái này mình gấp cái bình kia vô. Cái này cho nó là mấy đứa nó văng võng ngủ cũng được. Đó. Rồi ok. Rồi thì cái điện này bây giờ là còn câu cái dàn điện này nữa là mới xong đúng không? Rồi hạ xuống giùm chút.
Rồi cái demo mà để mà cái bộ mà biến đổi điện đó, nó lắp cái demo chưa? Dạ bên bên này sẽ đóng, bên này nó có một dây đóng được cái dây bình. Điện trời đúng không? Dạ. Có đó điện trời ở trên cái tủ điện xuống đúng không? Dạ đúng. Rồi cái dây bình nào là mình mua bình mình lắp đi bên kia. À, rồi cái bộ dynamo lắp rồi đúng không? Dạ. Dở này lên coi cái bộ dynamo sao. Gịch. Gịch trái cây trước rồi bảo là mới dở cần đen đúng không? Dạ đúng rồi. Xe nó mới tinh luôn, máy móc rồi mới hết luôn. Bên đây không anh? Đâu cái demo mà ấy. Quả cái demo gắn thêm demo để nó ra cái bệnh mà để mà lấy điện 220 á. À, dưới này là số rồi. 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 Ủa sao cái nó bọc cái thùng này vậy, còn nó hở bên đây. Nó hở bên đây, bây giờ thuộc tay ở đây tháo cũng như không. Cái bình hơi cho tháo được. Cái này nè, bộ này nè. Nó mất bộ này hoài luôn á. Tôi tiêu. Xong luôn. Cái này là mặt ngang với là mặt dưới luôn nha. Tại nó thuộc tay nó tháo mấy bộ này nè. Rồi nói đỡ rồi, phải làm lại rồi. Nó làm lại cái bộ này rồi. Lỡ mình làm cái này để bảo vệ cái nè, mày mua qua đây nó tháo mấy này nó tháo lấy hoài luôn á, mấy xe tải bị mất hoài tội nghiệp người ta luôn á. Nè. Nó tháo chỗ này nó giật ống ra là chết. Bây giờ nói là vỗ đơ nè, chụp hình lại đi. Con lấy điện thoại chụp hình lại chú nói cho đơ. Mặt này với là mặt đáy nữa, mặt đáy đưa vô tới trong thôi. Đó mà sao mà nó thọt đồ tù nghề vô nó không có tháo được cái chỗ đó. Rồi chú tốn tiền làm cái lò thùng bảo vệ thì phải làm cho nó đúng. Rồi. Ở đây là để mà mình khóa lại để cho nước nó ấy. Còn mình đi chương trình đó thì mình mới bơm nước vô tới chỗ mà tổ chức chương trình đó mình mới bơm nước vô, còn mình thường là để không. Cái này cái bình này xúc chưa? Dạ. Bình này xúc chưa? Dạ anh xúc rồi. Xúc rồi đúng không? Dạ. Ok, vậy là không có nước ra, nó có ròn hết trơn rồi. Rồi, ra lại đi. Đây chưa có ổ khóa nữa. À, quên lấy cái đồ ba đồ ấy đâu. Đi xe đẩy với đẩy với lại cái xe đẩy đây đúng không? Dây kích bình đây luôn. Bình nào? Dạ dây kích bình. Rồi dây kích bình. Ổ xe đẩy đội. Với lại dây ống hơi, ví dụ như trường hợp nào ví dụ xe máy mình hết nó bị xẹp lốp giữa đường như ta là mình có ống hơi này. Bơm cho luôn cái xe khác luôn. Dạ, xe bơm xe tải cũng phải được luôn. Rồi. Cái này cái xe đẩy nè đúng không? Rồi. Rồi bỏ này xuống đây. Xe đẩy để có xe đẩy đẩy hàng hóa rồi á. Đẩy gạo đẩy rồi nó làm xe đẩy này chắc nó đẩy được tấn luôn á. Rồi đây là hai thùng. Rồi mở cabin chú coi xả hạ xuống. Nãy mày đề lên mày nghe mà đề mà gấp cái gì mà nó nghe róc ra. Mang tem lên đề máy rồi kiểm tra.
ngoài nó nữa, chở hàng quá là nó thoải mái. Ở đây nó có cái giường ngủ nữa. Giờ đi ba người tài xế là nó có cái giường ngủ làm sao nữa. Em mới á, nó bình nó chưa có đủ hơi, nó sạc á, nó còn yếu á. Lấy xe này rồi 2 tháng rồi để đâu có ấy đâu. Để cái đăng kiểm nó rất là lâu. Mấy tháng trời á để. Ở đây thì cái phần nệm này để dưới để mấy tài xế nằm, còn phần trên này là cái kệ đèn để hành lý nằm trên. Đó. Mấy cái giấy tờ đâu? Rồi mấy cái cốp này để làm sao đây? Cái này của đứa nào đây? Cái yên này mở làm sao đây? Cây này là cây gì nè? Kêu anh Tim lên hỏi mấy cây này cây gì này? Cái giường đó, cái giường mà của tài xế nâng hạ được không vậy? Làm bữa đó dặn là lật lên lật xuống á. Dạ đúng rồi. Lên kiểm tra mấy cái đồ kia thiết bị đó là cái gì. Rồi hỏi nó kêu nó chỉ. Rồi mấy này tất cả là nó bằng inox hết. Bên trong là inox hết trơn nha cả nhà. Rồi coi như là tạm ổn. Cái này bữa cũng kêu nó sơn cái màu vàng. Rồi coi như là bán cái xe tải kia. Xe tải cũ bán bù thêm tiền để làm cái xe tải này. Nữa chở rầu để đi giúp bà con. Khổ mất công đi thuê xe nữa chứ nó cực. Cái này xe tải lớn luôn. Đó. Cho nó chuẩn an toàn. Đóng này lại giùm ơi, hận là kiểm tra cái cửa đó nữa. Ồ, đăng kiểm nó ngốn hết mấy tháng. Đấy là xe có bản vẽ hết rồi đó. Rồi. Xe mới mà nó còn ấy nữa. Hả? Xe mới mình cầm vô đó. Không, mấy tháng trời á. Hả? Sao lắc được mày? Có đó. Trời ơi, cái này mà đi mà đâu có chở đâu. Mày tới nơi là làm chương trình mày mới bơm nước vô thôi. Mấy trăm được không? 300 lít không? 400. Hai bên 800. Rồi, đó. Coi như là tạm ổn rồi đó nha cả nhà. Xe cộ cũng mới luôn. Cái vỏ nó chà bá lửa. Rồi, coi như là cái dự án này của Sang cũng đã hoàn thành. Để mà nói chung là Sang mà sắm ba cái đồ đạt phương tiện rồi để mà mục đích đây là phục vụ những công tác xã hội khi cần. Đó, thì cái xe tải cũ Sang á, thì nói chung nó cũng thấp, vô mấy vùng lũ lụt á, là nó bị ngập hoài. Đó, về cũng sửa thấy muốn nội luôn. Này là yên tâm rồi, này nó cao rồi, nó cao tốt trên trời luôn á. Cho nên mình thử ra phải thôi. Cái này Sang cũng cảm ơn anh Sơn đã hỗ trợ cho Sang.
thì anh Sơn nó hỗ trợ Sang 300 triệu, còn lại là tất cả Sang là bán xe cũ với còn bù thêm tiền nữa để là đóng cái xe mới này đó nha cả nhà. Một lần nữa thì cảm ơn anh Sơn rất là nhiều, có xe này để Sang tiện cái công việc mà đi giúp bà con. Thì sau này cano rồi mấy chiếc chắc kỳ độ này kia đi hỗ trợ mà cái thiên tai lũ lụt đó, nó dễ. Nó để trên đó là Sang tính toán là sắp xếp được đó là gần chục chiếc cano. Thì mình xài chạy chắc kỳ không à. Đó, vừa cano phao, rồi cano composite với lại chắc kỳ. Rồi ba cái đồ vật dụng liên quan việc mà cứu hộ. Rồi hơn nữa thì cái này chở gạo thì cũng yên tâm, nó không sợ bị ướt, ướt gạo. Họ để đến cho bà con. Rồi cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.